Galaxy Door không lo nhà cháy. Galaxy, giải pháp toàn diện về cửa và nội thất. Hơn 80% các vụ cháy diễn ra trong tháng 8 có liên quan tới sự cố hệ thống thiết bị điện. Một số cơ sở chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra và hướng dẫn cách khắc phục. Thiết bị chống cháy nổ xe máy nhỏ, gọn, dễ lắp đặt, sản phẩm sáng tạo của sinh viên trường Đại học Thủy lợi. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Alo 114. Như thường lệ, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất về phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ và không thể thiếu là các kỹ năng hữu ích cần thiết liên quan tới vấn đề này. Đầu tiên sẽ là phần điểm qua những thông tin đáng chú ý về tình hình cháy nổ trên cả nước. Theo Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, trong tháng 8 vừa qua, cả nước xảy ra 312 vụ cháy và 5 vụ nổ. 1/3 số vụ cháy xảy ra ở loại hình nhà dân. Số vụ cháy vẫn chủ yếu tập trung ở địa bàn thành thị. Trong số những vụ cháy nổ đã điều tra làm rõ nguyên nhân trong tháng 8, thì cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm tới 80,7%. Một kho chứa lúa gạo trên địa bàn xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã bất ngờ bốc cháy vào rạng sáng ngày 13 tháng 9. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phải huy động hơn 300 người và xe chuyên dụng để chữa cháy. Hơn 100 tấn lúa gạo đã được đưa ra ngoài an toàn. Đám cháy không có thiệt hại về người, nhưng nhiều máy móc vật dụng bị hư hại nặng. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu khắc phục 30 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nhưng đã đưa vào hoạt động trên địa bàn. Đây là các công trình do các sở, ban ngành của thành phố làm chủ đầu tư. Trong đó có tới 10 trường trung học phổ thông, 6 bệnh viện, số còn lại là trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp huyện, trụ sở huyện ủy và một số cơ quan làm việc. Ngoài ra, Hà Nội cũng yêu cầu một số bộ, ngành trên địa bàn khắc phục tồn tại của 18 công trình khác chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Có 69 công trình chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng nhiều lần kiểm tra, xử phạt, thậm chí là tạm dừng hoạt động nhiều cơ sở. Nhưng một số cơ sở tới thời điểm này thì vẫn chưa bổ sung được các hạng mục đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Vì sao lại như vậy? Nhóm phóng viên Alo 114 đã ghi nhận thực tế này. Nhà xưởng 500m2 với 20 công nhân đang làm việc thường xuyên. Công ty may thành lập cách đây 22 năm, chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Theo quy định, cơ sở này phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động. Sau 5 lần kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt gần 300 triệu đồng. Doanh nghiệp nộp phạt mới chỉ một phần. Lần kiểm tra này cho thấy, việc hoàn thiện các hạng mục theo yêu cầu chưa có tiến triển gì. Từ lúc thành lập giờ đang chưa xảy ra phòng cháy cháy, chắc là ý thức cũng tốt. Về cơ sở xưởng thì cũng đường thoát hiểm đi lại đầy đủ, không thật trội, không có gì lo lắng cả. Rất nhiều cơ sở ở đây thì chỉ trang bị những chiếc bình chữa cháy như thế này và họ nghĩ như vậy là đủ rồi. Trong khi thường xuyên tại đây có vài chục lao động làm việc. Thậm chí cơ quan chức năng đã từng đến đây nhiều lần hướng dẫn, thậm chí xử phạt để cơ sở này có thể tiếp tục bổ sung thêm các hạng mục đảm bảo an toàn phòng cháy cháy khác. Thế nhưng cơ sở vẫn chưa thực hiện. Cơ sở này hiện đang bị tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục. Lực lượng chức năng cũng tiến hành xử phạt 2 lần, 271 triệu đồng. Chủ cơ sở cho biết đã bỏ số tiền rất lớn để hoàn thiện các công trình để được nghiệm thu. Ngay ở thời điểm này, cơ sở cũng đang thi công hệ thống vách tường, các cảm biến báo cháy, báo nhiệt các nút khói. Tuy nhiên, vẫn còn một hạng mục là tường ngăn cháy lan, hạng mục cuối cùng để được nghiệm thu. Cơ quan chức năng hướng dẫn, tuy nhiên nhà xưởng này đã xây dựng từ lâu. Với kết cấu như hiện nay, công ty chưa có phương án để thực hiện. Hoàn toàn là do phát sinh mới, từ chính sách mới. Chứ bản thân trước doanh nghiệp ngay từ đầu lúc hoạt động là vẫn có. Nhưng mà các cái hệ thống thời điểm đấy nó đơn giản. Và các chính sách lúc đấy nó cũng nhẹ hơn. Bây giờ khó khăn hơn nên là doanh nghiệp cũng đang chuyển đổi, cũng chưa thích nghi kịp. Chủ cơ sở cho biết đã mất khoảng 7 tỷ đồng để hoàn thiện các hạng mục. Việc tạm dừng hoạt động như thế này đang gây rất nhiều khó khăn. Điểm chung của nhiều cơ sở tại huyện Đan Phượng là được thành lập từ cách đây 30-40 năm dưới hình thức là các hộ sản xuất của làng nghề, sau đó thì phát triển lên. Các công trình nhà xưởng, doanh nghiệp được xây dựng ban đầu chưa tính đến yếu tố an toàn về cháy nổ.
Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các địa phương đang tập trung kiểm tra, rà soát và hướng dẫn những cơ sở này. Những tổ kiểm tra của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội thường xuyên xuống kiểm tra, hướng dẫn cơ sở khắc phục vi phạm. Với bức tường ngăn cháy lan, cơ quan chuyên môn đang hướng dẫn. Hiện có một phương án đã được một số cơ sở thực hiện, đó là dùng bê tông trưng áp khí, loại bê tông mới, nhẹ, có hiệu quả thi công với loại nhà khung thép. Tuy rằng nó đắt hơn, nhưng mà nó sẽ tạo ra cấu kiện công trình nó nhẹ hơn, thì nó cũng đỡ hơn cho người. Nhưng mà nếu mà chúng ta xây bằng gạch thì bức tường nó phải xây rất rất cao, mà lại tường gạch phải xây tường tầm 30 thì chi phí nó sẽ lớn lên, và nếu ấy đổ thì cũng không ai dám chắc. Với những doanh nghiệp sau nhiều lần hướng dẫn kiểm tra nhưng không khắc phục, lực lượng chức năng buộc phải tạm đình chỉ hoạt động và đăng tải công khai công trình sai phạm trên cổng thông tin huyện và truyền thanh huyện. Như cụm nhà xưởng mộc này được xây trên đất nông nghiệp và không đảm bảo an toàn cháy nổ. Sau hơn 10 năm, việc tháo dỡ được kiên quyết thực hiện khi nguy cơ cháy nổ tại đây rất lớn. Đặc biệt lực lượng công an huyện cũng đã tăng cường nắm bắt tình hình và có cái tham mưu để chúng ta quyết liệt để xử lý, để đảm bảo là ổn định tình hình trong cái việc giải tỏa các cái khu vực này. Hai công trình tại huyện Đan Phượng vừa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy sau một thời gian dài được hướng dẫn khắc phục. Lực lượng chức năng tiến hành công khai danh sách các công trình này trên các phương tiện. Hiện vẫn còn 69 công trình chưa nghiệm thu, là băn khoăn rất lớn của cơ quan chuyên môn về an toàn cháy nổ tại địa phương. Với nhiều công trình, sẽ đề nghị ngừng cung cấp điện, tiếp tục yêu cầu cơ sở khắc phục. Lấy lý do là khó khăn hoặc khó khăn thật sự, đấy, hoặc là người ta chưa muốn hợp tác tốt để thực hiện cái nhiệm vụ này, thì vẫn có một số cơ sở thực tế là người ta cũng đang phản ánh đến chúng tôi là cái quy định của các cấp là đang vẫn khó khăn cho cơ sở. Một tháng vài lần, doanh nghiệp này phải thuê nhân công đến để bảo trì máy móc. Hàng trăm tỷ đồng đầu tư đổ vào đây, chủ cơ sở cho biết, đang khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn để có thể sớm được nghiệm thu và hoạt động trở lại. Và để xử lý dứt điểm các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có những khuyến cáo như sau để đảm bảo là các công trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ yêu cầu chính quyền, công an tại các địa phương có công trình vi phạm phải kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thi công, khắc phục, có giải pháp phòng cháy chữa cháy theo thiết kế được phê duyệt để tổ chức nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng. Kiên quyết tạm đình chỉ các công trình, hạng mục công trình vi phạm nhưng không tổ chức khắc phục, đảm bảo theo quy định. Đối với các công trình vi phạm khó có khả năng khắc phục, chủ đầu tư, chủ cơ sở cần nghiên cứu các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, nhất là các giải pháp kỹ thuật mới được cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm tháo gỡ các tồn tại vướng mắc như quy chuẩn 06 của Bộ Xây dựng sửa đổi năm 2023, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, tài liệu kỹ thuật nâng cao an toàn phòng cháy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp và tổ chức thi công khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy phù hợp với đặc điểm riêng của công trình và phải được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nghiệm thu theo quy định trước khi đưa vào sử dụng. Thưa quý vị, những chiếc xe máy hay xe đạp điện mà đang cháy như thế này thì có thể được dập tắt bởi một tấm vải. Một tấm vải nhưng có khả năng chịu được nhiệt lên tới hàng nghìn độ C. Đây là sáng tạo của một nhóm sinh viên trường Đại học Thủy lợi để phòng chống cháy nổ xe máy trong hộ gia đình và khu chung cư. Cụ thể như thế nào chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay trong phóng sự sau đây. Đây là tấm vải gốm phủ lên xe máy, loại vải đặc biệt có thể chịu nhiệt ở hơn 1.000 độ C. Bên trong có đặt một quả bóng chống cháy. Còn đây là thiết bị chống cháy dễ dàng sử dụng trong chung cư nhỏ, các bãi xe và các hộ gia đình. Khi tia lửa điện phát ra, cảm biến khói, cảm biến nhiệt sẽ kích hoạt chuông báo cháy, gửi tin nhắn đến điện thoại. Chất chống cháy sẽ tự động phun ra để dập tắt đám cháy nhanh chóng. Cháy nổ về xe điện nó đang trở nên rất là một cái vấn đề nỗi lo của người tiêu dùng. Thế nên là em muốn mang đến cái sản phẩm của mình để một phần nào đó có thể giúp ích được cho người tiêu dùng. Nhóm nghiên cứu đã cho ra đời thiết bị chống cháy nổ xe máy có giá chỉ 1,5 triệu đồng, nhỏ gọn, dễ lắp đặt, vừa chống cháy nổ, vừa ngăn đám cháy lan rộng, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Trong điều kiện gió lớn nhưng thiết bị vẫn chứng tỏ được khả năng dập được đám cháy. Với tính ứng dụng cao thì thiết bị đã giành giải nhất cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp của trường Đại học Thủy lợi. Nội dung vừa rồi thì cũng đã kết thúc chương trình Alo 114 ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Chương trình được phát sóng hàng tuần vào lúc 13 giờ 45 phút chiều Chủ nhật trên kênh VTV1 và phát lại vào lúc 18 giờ 15 phút thứ hai trên kênh VTV2. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.